test máy cho anh Thái Phước nhé. Này em dùng cái app nó đang bị lỗi cho nên nó hơi bị giật, hơi nhiễu nhiễu một tí. Cam này. Cái này là lỗi app rồi anh nhé. Cam trở về bình thường rồi, chống rung ok nhé. Đây là bay à. Bay ổn định nhá, trời hơi gió nhưng máy vẫn giữ vị trí tốt. Các cái chức năng bay đều ổn định. Quay này thay cái mạch này. Cụm camera kèm gimbal, kèm cái cáp gimbal em để bên trong này nhé. Kèm cho hạ xuống.